Nói đến Saitama, chúng ta chắc hẳn ai cũng biết gia cảnh ở đấy là người như thế nào rồi đúng không? Là một thanh niên nghèo sống trong một căn hộ giá rẻ tại thành phố Z, cho đến khi gia nhập vào Hiệp hội Anh hùng, Sai Hói cùng với đệ tử mấy đã có một công việc mà anh luôn mơ ước là được làm anh hùng, qua đó cũng có thu nhập riêng cho mình. Thế nhưng, với vị trí thấp và mỗi lần đi làm nhiệm vụ thì những chiến công của Saitama đều bị kiêng hưởng, nên anh cũng kiếm được chả bao nhiêu tiền. Tuy nhiên, vẫn còn những cách khác để có thể kiếm tiền nhiều hơn cả lương bổng của Hiệp hội Anh hùng. Ví dụ như là tham gia vào các cuộc thi. Sai Hói đã nhiều lần tham gia vào các cuộc thi vô cùng hấp dẫn và phần thưởng của nó cũng vô cùng lớn. Vậy thì Saitama đã từng tham gia vào những cuộc thi nào? Và có cuộc thi nào anh giành giải nhất không? Hôm nay chúng ta hãy cùng đến với những cuộc thi mà Thánh Sai đã từng tham dự trong One Punch Man nhé! À mà các bạn có biết, ngoài việc săn sale, thích chơi game và được mời đi ăn, thì việc thi thố cũng là một trong những sở thích hàng đầu của Saitama đấy nhé! Có lẽ Saitama là một người rất năng nổ trong những hoạt động xã hội và bằng một niềm tin có sẵn, một tinh thần ham học hỏi, dù có những cuộc thi không phải là sở trường của Sai Hói, nhưng anh vẫn nhiệt tình đăng ký tham dự. Và để biết rõ hơn về những cuộc thi đó thì không lòng vòng nữa, thì chúng ta hãy cùng đến với cuộc thi đầu tiên của Saitama nhé. Giải đấu võ thuật Super Fight. Đầu tiên chúng ta phải nói đến giải đấu võ thuật Super Fight. Đây là một giải đấu võ thuật diễn ra thường niên. Trước khi biết đến giải đấu này, Sai Hói có ấn tượng tốt về võ thuật. Khi Big Bang và Bom là hai anh em võ sư mạnh mẽ và có tiếng tăm. Đã vậy, thợ săn anh hùng Garu, hắn còn là môn đệ giỏi nhất của bang, sử dụng võ thuật để đi săn các anh hùng. Và Saitama cũng nhận thấy sự thiếu nhạy bén của mình khi đấu game với lão bang. Thế nên, Thánh Sai khi đó cũng có chút tò mò về võ thuật. Thêm nữa là Cherenko đang bị thương bởi Garu, do cuộc tấn công trước đó khiến cậu phải nhập viện và không thể nào tham dự được cuộc thi. Nghe nói cuộc thi có giải thưởng tới tận 3 triệu yên, nên Saitama cũng muốn tham gia. Có thể nói đây là cơ hội để Saitama trải nghiệm võ thuật. Và nếu thắng thì Sai Hói sẽ ẵm luôn 3 triệu này về, làm giàu cho bản thân mình. Anh chọc và không tham gia thì hơi phí đúng không? Thế nên là anh quyết định sắm ngay cho mình một quả tóc, cosplay Cherenko. Như các bạn đã biết thì Super Fight là một giải đấu được tổ chức hàng năm, quy tụ những võ sư mạnh mẽ nhất. Không quan trọng bạn là ai, anh hùng hay người thường, miễn là có võ thì bạn sẽ được chào đón. Võ thì cũng có võ này võ kia, võ tay võ tàu, và người thành công thì luôn có lối đi riêng cho mình. Saitama chơi hẳn luôn món võ Thủy Cầu Soda Quyền, một thế võ mà chưa ai từng nghe qua bao giờ. Đúng là tâm hồn ăn uống, mới nghe thấy cái tên thôi là đã sôi bụng rồi. Giải đấu này là bước đệm của các anh hùng, giúp cho tên tuổi của họ bước sang một trang sử mới. Và theo như lời kể của sư huynh Mặt Chua, Bang cũng đã từng tham gia và vô địch giải đấu này. Nhờ thế mà võ đường của ông được nhiều người biết đến hơn và trở nên lớn mạnh. Khỏi cần phải nói, chúng ta cũng biết kết cục của giải đấu như thế nào rồi đúng không? Thánh Sai của chúng ta lần lượt gõ cửa từng nhà, loại từng đối thủ, khai đèn cho những võ sĩ gặp phải thánh chọc, học bao nhiêu năm để lên thể hiện trình độ mà lại gặp ngay ông bất tử. Nghĩ cũng tội, mà thôi cũng kệ. Ở trận chung kết, tại cặp đấu cuối cùng giữa Saitama và Suryu, người đã vô địch 5 lần của giải đấu, cứ tưởng rằng kịch bản cũ lại diễn ra. Nhưng điều bất ngờ đã đến, Sai Chọc chỉ lỡ tung ra một cú đấm tình thương mến thương. Thôi mà quần áo của Suryu đã rách tơi tả, và không may, mái tóc óng ánh của Thánh Chọc cũng rớt xuống, dẫn tới việc Saitama phạm luật và đành phải rời giải đấu một cách đáng tiếc. Nhưng vì Sai Chọc muốn hiểu hơn nữa về võ thuật, nên Suryu đành phải ở lại và dạy cho anh biết thế nào là đi đường quyền. Múa máy quay cuồng một hồi, thì Suryu cũng làm cho Saitama hiểu được đi đường quyền chính là làm những động tác võ thuật để trở nên ngầu hơn. Lý thuyết đã có, giờ thì chỉ cần thực hành. Sai Hói quyết định quay người, tung mông hít nhẹ một phát là đẩy luôn Suryu ra khỏi sàn. Lúc đó thì Suryu cũng nắm được cái đai quần của Thánh Sai và kéo, khiến cho quần của Sai Hói cũng tuột theo luôn. Như một con sông quê, Saitama liền lật đật chạy về nhà thay cái quần khác. Ngay cả việc thắt đai quần còn không xong thì trải nghiệm võ thuật làm cái gì nữa. Có thể nói là giải đấu này là một cuộc thi mà Saitama không hề có ấn tượng gì với nó. Thôi cứ dùng một đấm giải quyết các vấn đề cho nó lẹ, khỏi cần phải võ thuật làm gì nữa. Thi ăn mì udon. Mì udon chính là một trong những món ăn khoái khẩu của Thánh Sai. Theo mình biết thì udon khá là rẻ đối với những người có kinh tế eo hẹp như Sai Chọc. Và chắc là ăn nhiều, đâm ra nên anh bị mê món này. Trên chiến trường thì có lẽ Saitama là người mạnh nhất, luôn luôn chiến thắng trong mọi trận đấu. Nhưng trên bàn ăn thì chưa chắc đâu. Sau trận đấu tập giao lưu, đầy nhẹ nhàng, tình cảm tình thầy trò của Saitama và Chinos, Sai Chọc đã gả Chinos đi ăn mì. Tuy Chinos là một cyborg, nhưng ngoài bộ não ra thì hầu như đệ tử máy của Saitama có tới 90% cơ thể là máy móc. Và khi vào tiệm mì thì cả hai thầy trò cùng tham gia một thử thách của quán. Ăn hết phần mì udon cỡ đại thì sẽ nhận được 50.000 yên, còn nếu thua thì chỉ mất 10.000 yên mà thôi. Nghĩ trong đầu thì trò này quá dễ, Sai Hói đang đói bụng và cũng rất thích ăn mì, nên cả hai đã ok la tham gia vào trò chơi này. Cứ nghĩ Saitama sẽ thắng cuộc thi một cách dễ dàng và bê 50.000 yên về túi. Nhưng không, Saitama đã ăn no căng bụng và gục mặt xuống bàn chịu thua.
Còn Genos thì thoải mái, hút sồm sộp cả xô mì. Đã thế anh còn đòi ăn thêm nữa chứ. Tất nhiên là qua cơ thể máy của Genos, anh có ăn bao nhiêu thì cũng đâu làm khó được Genos. Cấu tạo Genos rất khác con người mà. Cơ bản thì Genos có hệ tiêu hóa không giống như con người, nên dù có đói hay no thì anh cũng dễ dàng chiến thắng game này rồi. Còn Saitama thì tất nhiên là mất 10.000 yên một cách tiếc nuối, trong khi đang bị viêm màng túi nữa chứ. Đúng là đã nghèo còn mắc cái eo. Nếu các bạn để ý thì đây là một trong những lần hiếm hoi mà Genos có thể vượt qua được ông thầy của mình đấy. Nhưng theo mình nghĩ, Genos là người rất biết để ý. Và lại, anh cũng không quan tâm tới vật chất tiền bạc cho lắm. Nên nếu có thắng game này thì để tử máy cũng sẽ biếu cho ông thầy của mình mà thôi. Thi đấu game. Thật ra từ trước tới nay, Kien đã giấu đi sức mạnh của mình. Ông ta có thể đấm Saitama không trượt phát nào, lật kèo ở phút cuối cùng dù chỉ còn một chút sinh lực. Các thế thủ của Kien đã làm cho Saitama bất lực. Dù cho anh có tung ra bất kỳ cú đấm nào hay có bị ông đặt ở tư thế nào đi chăng nữa thì Kien vẫn có thể hạ gục Sai Trọc một cách dễ dàng. À, đây là mình đang nói ở trong game, chứ ngoài đời thì ăn thế đếm nào được Saitama đúng không? Nói về game thì Kien mới đúng xứng đáng cho cái tên của mình, vua trò chơi. Ngoài việc bán hành cho Saitama và làm cậu phát cấu mỗi khi chơi game, mặc dù Sai Trọc luôn mồm bảo là không cày cú, thì Kien vẫn bán hành nốt cho 30 kẻ chơi game hay nhất trong băng đảng Bão Tuyết. Ở một tập OVA, lúc điểm qua tình hình các nhóm siêu anh hùng hiện đang hoạt động, trong khi mọi người đều chăm chú lắng nghe bài tóm tắt và tự hào về băng đảng của mình, thì Saitama lại chả quan tâm. Tai thì nghe, nhưng mắt lại tập trung chơi game. Vì luôn muốn chiêu mộ bằng được Saitama vào băng đảng của mình, Fubuki đã gạ Thánh Sai ra đấm nhau một trận ra trò, và cả hai cùng gạ kèo với nhau. Bên nào đấm nhau thua thì sẽ phải thực hiện yêu cầu của bên thắng. Tất nhiên, với các thành viên dự ban Kien và Genos thì các bạn nghĩ rằng ai sẽ thắng? Điều này rất là dễ dàng nếu như so kè trên sàn, chứ còn trên game thì tất nhiên cũng thắng nốt chứ thua thế nào được. Khi vua trò chơi Kien đang ở đó, nói nghe cứ tưởng là đội của Saitama thắng một cách dễ dàng, nhưng bên phía của Fubuki cũng hoành tái tràng không kém. Khi sở hữu nhiều người từng là cựu game thủ chuyên nghiệp, tim của Thánh Trọc cũng phải đổ mồ hôi khi tất cả lần lượt đều bị loại. Chỉ cho đến khi trùm cuối Kien xuất hiện thì mới có thể cứu được cả team một bàn thua trông thấy. Kết quả là ông hạ gục hết tất cả các đối thủ bên đội Fubuki. Và cũng thế là nhờ Kien mà cả đội đã được ăn một bữa no nê ra trò. Tính ra Kien cũng không vô dụng như chúng ta nghĩ chứ đúng không? Chỉ là hồi trước tới giờ, ông ta không có cơ hội để phô diễn khả năng chơi game thượng thừa của mình mà thôi. Và ngoài trận đấu game với nhóm Bão Tuyết, Saitama cùng với Genos cũng đã từng tham gia vào một trò chơi game VR ở một phần phim OVA khác. Và thật xui xẻo là khi đối thủ đầu tiên của Saitama lại là Kien. Cứ nghĩ, với sức mạnh của mình mà có thể được mô phỏng lại bằng máy tính thì Saitama sẽ dễ dàng giật được dễ nhất chứ. Nhưng mà Kien lại là ông vua của game, bậc thầy streamer, người có năng lực cho Saitama lép vế dù ở ngoài đời hay trong game. Và cuối cùng cũng đã đi đến kết cục, đó là thua cuộc. Sao lại đọ nổi Kien? Saitama buồn bã khi mình bị hạ đo ván ngay từ những phút đầu của trò chơi, thất vọng ê chề. Cuộc thi trang phục siêu anh hùng. Có vẻ như công việc làm anh hùng đối với Saitama là quá rảnh rỗi, thay vì đi tuần vòng vòng ngoài đường kiếm quái vật hay những tên côn đồ ớt ơ mất dạy nào đó tẩn cho nó vài đòn để tăng thành tích, giúp cho xe hỏi nhanh chóng tăng hạng. Thế nhưng anh Trọc không suy như vậy. Saitama ăn nằm mới về nhà Kien, cùng ông chơi game, hết chơi game thì chuyển sang xem anime đến chán chê. Mãi tới khi Genos về cùng bộ đồ và đôi ủng đã được giặt thơm phức thì cả hai liền bị anh Trọc kéo đít dậy, tưởng là cùng đi săn quái vật nhưng thật ra là tham dự một cuộc thi trang phục các siêu anh hùng. Tất nhiên là phải có cái gì đó mà anh Trọc nhà mình mới hào hứng như thế, chứ thường thì Saitama làm gì quan tâm tới những thứ như thế này. Trên đường đến với cuộc thi, Sai Hỏi và Genos đã gặp một đứa nhóc bị bắt nạt đang ngồi khóc bên vệ đường. Thì ra cậu nhóc này vì có một bộ trang phục lè loẹt quá nên bị một đám nhóc bắt nạt lột hết cả đồ. Nghe câu chuyện xong, máu anh hùng nổi lên, Sai Hỏi tặng luôn cho cậu nhóc này bộ đồ của mình và quyết định tham dự với cái outfit trông như thế này đây. Mặc dù có được sự tự tin thượng thừa trong cái xì tai của mình, nhưng tất nhiên điều đó không thể giúp anh tránh khỏi việc bị cái giám khảo cho đến khán giả diss cho một trận tê tua. May thay, một con quái vật xuất hiện, mọi người hết sức hoảng sợ khi con quái vật này khá mạnh và có mùi hơi đặc biệt. Sai Hỏi vẫn làm công việc anh hùng của mình như mọi khi, chỉ một đấm và mọi chuyện được giải quyết. Thế nhưng điều đó chẳng giải quyết được gì cho điểm số của anh khi giám khảo là một người rất công tư phân minh. Kết quả của cuộc thi, người vô địch là Saitama, nhưng mà lại vô địch trong lòng người hâm mộ khi tổng điểm của Saitama là 8, xếp hạng bét trong số các thí sinh tham dự. Và đó là những cuộc thi mà Sai Hỏi từng tham dự. Các bạn cảm thấy như thế nào về những cuộc thi này? Hãy bình luận phía dưới cho mình biết với nhé. Và nếu đã xem đến đây thì ngại gì mà không để lại một like, một đăng ký giúp mình, và đừng quên nhấn nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Tạm biệt.